nướng cá khô, nướng mực, nướng thịt. Cồn giã nước được người dân sử dụng khá nhiều để nướng thức ăn. Nhiều người cho rằng nướng thức ăn bằng cồn có nhiều ưu điểm như tiện lợi, mùi vị thơm ngon, không có khói và an toàn hơn, không nguy hại như các loại chất đốt khác như than, bếp ga. Chính vì thế mà nhiều người, nhiều gia đình mặc nhiên sử dụng cồn để nướng mọi lúc, mọi nơi, mặc cho thói quen này chính là mối đe dọa cho sức khỏe và cả tính mạng con người. Mình thấy là đem cồn theo nó rất là tiện lợi. Và khi đi chơi xa thì mình không thể nào mà mang bếp than theo được, là chỉ cần một chai cồn là có thể nướng ăn được rồi. Mình nghĩ mà việc nướng thịt bằng cồn thì nó sẽ giúp thịt mềm hơn, nó dai hơn và nó không có bị mùi khói. Quý vị có nghĩ như vậy? Trong clip vừa rồi, thấy đồ ăn được nướng bằng cồn ngon hơn là việc nướng bằng bếp than hoặc là bếp ga thì phải. Và như chia sẻ thì cũng tiện lợi hơn. Thế nhưng không ai biết tác hại phía sau đó nguy hiểm đến mức nào. Để biết rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi những điều mà biên tập viên của Góc Nhìn Đa Chiều có tổng hợp. Do không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng của bỏng cồn, nên hiện nay còn rất nhiều người dân chủ quan về tác hại của việc nướng thức ăn bằng chất liệu này. Chỉ cần một giây sơ ý có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình. Mới đây, vào đầu tháng 7, bệnh nhân Lê Quang Vinh, 16 tuổi, bị bỏng khi dùng cồn nướng thức ăn. Vinh cho biết, khi đang nướng mực, một người bạn của Vinh đã đổ cồn vào ngọn lửa đang cháy, khiến lửa bùng phát, hắt vào người Vinh, gây bỏng. Tại khoa bỏng, nạn nhân được xác định bỏng độ 3, diện tích bỏng 15%. Trước đó, chị MT, 23 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng nhóm bạn nướng cá khô bằng cồn lỏng. Khi thấy lửa tắt, bạn của MT đã cầm chai cồn tưới lên. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên, làm người này giật mình, hất chai cồn trúng người MT. Ngay lập tức, toàn thân cô gái đã biến thành ngọn đuốc sống. Bác sĩ xác định MT bị bỏng lửa cồn 49% toàn thân, độ 2 và 3, trong đó có 6% bỏng sâu kèm theo bỏng hô hấp, nhiễm trùng máu, sức khỏe nguy kịch. Hình ảnh đó có đủ để khiến cho chúng ta dừng lại việc sử dụng cồn để nướng thức ăn hay chưa? Và trong lúc chờ quý vị suy nghĩ về việc làm nguy hiểm đó thì Quỳnh Dương mời quý vị cùng tiếp tục đến với Huyễn Hòa tiếp theo. Nguy cơ bỏng cồn còn đến từ việc sử dụng các loại bếp cồn. Do sự bất cẩn và chủ quan, nhiều người tùy tiện châm thêm cồn vào bếp, dễ làm bắt lửa và gây bỏng. Bên cạnh bỏng, nguy cơ gây hại cho sức khỏe còn đến từ việc người dân dùng phải cồn kém chất lượng để nướng thức ăn. Cồn nếu chiết xuất từ ethanol tinh khiết, độ cồn đạt từ 95% trở lên sẽ không ảnh hưởng sức khỏe người dùng. Nhưng hiện có rất nhiều loại cồn không rõ nguồn gốc được chiết xuất từ methanol nhằm tăng lợi nhuận. Cồn công nghiệp methanol là chất độc, sẽ gây ngộ độc nếu đi vào cơ thể. Không chỉ thế, khi người dân sử dụng phải cồn methanol để nướng, một phần hơi methanol chưa kịp cháy hết có nguy cơ bị hít phải. Người dùng chỉ cần hít vài hơi cũng có thể gây ngộ độc. Nguy hiểm hơn, khí này đi vào đường hô hấp và máu, gây nhức mắt, đau đầu. Nặng hơn sẽ gây ngất xỉu, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và thị giác. Trên thị trường hiện nay, các loại cồn được bán tràn lan với giá rất rẻ. Không nhãn mác, không thành phần, được chứa sơ sài thành các chai 1 lít. Người bán thì trả lời mập mờ. Tuy không thể nhận định được những chai cồn không nhãn mác này có thực sự là cồn ethanol như lời người bán nói hay không. Thế nhưng, nếu đây là cồn trôi nổi, không nguồn gốc hoặc cồn công nghiệp methanol, nếu người dân dùng để nướng thức ăn, thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe là hiện hữu. Để tránh các nguy cơ bỏng do cồn, người dân cần lưu ý. Không dùng cồn nước để nướng trực tiếp thức ăn. Không dùng tay trực tiếp thêm cồn, mà phải dùng kẹp gấp, tránh xa tầm tay trẻ em. Khi mồi lửa vào bếp cồn, nên dùng vật dán tiếp như giấy, diêm, không dùng bật lửa quẹt trực tiếp. Khi mua cồn, cần xem xét thành phần và chọn mua cồn ethanol. Cách sơ cứu đối với nạn nhân bỏng cồn: ngay lập tức dập lửa và tách nạn nhân khỏi vật liệu gây cháy. Không nên cố lột bỏ quần áo trên người nạn nhân khi đã cháy, nhằm tránh gây lột da vùng bỏng. Ngâm vùng da bị bỏng vào nước mát từ 16 tới 20 độ C, càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không tha bất cứ thứ gì lên vùng da bỏng như dầu mỡ, rượu, nước mắm để tránh gây sốc nhiễm khuẩn. Không làm dở các đám da bỏng rộp nước, dùng băng gạc băng chỗ bỏng và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
Dần, việc dừng nướng thức ăn bằng cồn không còn gì đáng bàn nữa, đúng không ạ? Bếp cồn chỉ thích hợp cho việc nấu nhanh, tuy nhiên không nên dùng để nướng thức ăn vì rất nhiều điểm hạn chế về tính an toàn và nguy hiểm cho sức khỏe mà chúng tôi vừa nêu. Đến đây, Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.